Audio Jungle. Chào bà con, thì clip hôm nay mình có quay cho bà con xem về cái mô hình trồng bơ của chú Nguyễn Trọng Thắng ở thôn Hòa Thắng, xã Hòa Đông, huyện Cà Rông Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Thì qua như thăm vườn và chia sẻ, chú có nói rằng là chú trồng 100 gốc bơ trên 10 và 100 gốc bơ bút xuyên ở cà phê. Thì chú nói thì về vấn đề là bơ trên 10 á, thì năm nào cũng ra bông, mà ra bông rất là nhiều, nhưng mà không có năm nào có trái, ra bông xong bắt đầu rụng hết. Thì chú cũng muốn là nhổ bỏ. Thì sau khi được tư vấn bên mình thì mình khuyên chú là không nên nhổ bỏ, mà chúng ta cưa đi, ta ghép bé tạo bơ khác. Thì sở thích của chú thì chú thích bơ 034 và bơ bút, thì mình cũng kêu chú là ghép bơ 034. Thì nếu như ghép đúng kỹ thuật á, thì tầm khoảng có 1 năm là sẽ có trái thu, đó là trái bói của những cái cành chúng ta ghép. Đó là mình hướng dẫn và chia sẻ cho chú Thắng. Thì quay công tác thăm vườn á, thì mình quay và con xem vừa bơ bút và vừa bơ trình 10. Nói chung bơ trình 10 rất là tươi tốt, hoa rất là nhiều nhưng rụng hết, giờ còn cuốn không à. Đó, bà con xem đi. Thì mình quay rất là chi tiết cho bà con xem. Thì mỗi vườn, cái cành mùa lắc đi đều ghi hình ảnh lại và cho bà con ta xem về mô hình. Thì đây là bơ bút. Thì tình trạng mà bơ bút trong nay chúng ta, thời tiết chúng ta thay đổi quá nên cái vấn đề lọc non nó phát, toàn phát trước so với cái vấn đề mà xả nhảy trước, sau bà con đi sau. Đó là cái vấn đề mà bà con ta ai cũng gặp phải hết. Thì mình cũng hướng dẫn bà con là phun thuốc chặn đọt sau khi xả nhảy xong. Chỉ còn lúc phát đọt chúng ta không thể phun được, nếu mà phun hãm ngọn sẽ ảnh hưởng đến hoa sẽ không nở được. Thì đây là toàn bộ gốc bơ mà trình 10. Chú cũng chia sẻ, chú nhiều dùng nhiều phương pháp siết gốc rồi tùm lum hết để cho đậu trái nhưng mà không có hiệu quả mấy. Thì vườn chú thì cũng rất là đẹp, bơ thì hoa rất là đều, bơ bút thì chú chia sẻ chú trồng cũng được 3-4, cũng có loại 5 năm thì hoa rất nhiều nhưng mà không có đạt. Mình cũng hướng dẫn thăm vườn cho bà con xem và chia sẻ chú Thắng. Thì clip này mình quay ở của chú Nguyễn Trọng Thắng là ở km 15 đường rẽ vào xã thôn Hòa Thắng và xã Hòa Đông á. Chú cũng rất là vui vẻ và chia sẻ về những vấn đề kinh nghiệm chú lâu nay. Nói chung là năm nay bà con chúng ta kể cả bơ thường hay bơ trình 10 hay bà bơ ghép á, thì năm nay cái vấn đề đọt non giải quyết rất là khó. Vì cái này chúng ta dính vào những cái đợt mưa phùn và đợt sương muối á, và cái thời tiết cái thay đổi á, nên hôm nay bơ rất là sung và phát đọt rất là mạnh. Nên cái vấn đề mình sẽ nói với bà con lúc mà xả nhảy xong á, hôm nay sẽ 3 vấn đề phát đọt và 3 vấn đề sẽ phát rụng sinh lý rất là khó, nên bà con phải thăm vườn kiểm tra thường xuyên. Đừng để rụng chúng ta phun chặn đọt, chúng ta phải phun trước khi để rụng. Nếu mà để chúng ta rụng mà phun chặn đọt kêu rất khó và lâu, tốn thời gian. Thay vì chúng ta phun trước thì đọt nó sẽ ngậm lại, nó già, nó khỏe. Đừng để khi nó phát đùng lên phát là nó rụng rất là nhiều nha. Cái đó là mình nói trước để bà con sẽ gần tới rồi. Thì cái giai đoạn xả nhị cũng còn tầm khoảng 10 đến 15 ngày nữa là công tác xả nhị đợt 1 nó sẽ thành công. Nhưng vấn đề thời tiết ở mình quay clip này là hôm nay thì mình cũng ngày 11 tháng 3 rồi. Thì cái lượng gió ảnh hưởng đến năm tỉnh Tây Nguyên chúng ta về cái vấn đề thụ phấn xả nhị trên cây bút á, nó rất là khó và cái lượng hoa nó rụng rất là nhiều. Rụng ở đây là do gió chứ không phải là rụng ở đây thiếu chất. Có rất nhiều vấn đề bà con. Thì thế nên cái công tác mà để cho cái cuống hoa nó dai thì bà con tập trung phun canxi bo vào nhiều. Thì tùy vào bà con chúng ta nên chọn những dòng thuốc đúng và hợp lý, pha đúng nồng độ để tránh tình trạng mà hoa chúng ta nếu phun quá liều nó sẽ bị vàng và rụng. Đó là mình hướng dẫn bà con. Vì cận ngày rồi, chỉ còn có 15 ngày nữa là công tác xả nhị nó sẽ tập trung hết vào cái vấn đề là trái non. Sau cái vấn đề trái non mình sẽ hướng dẫn bà con sau khi xả nhị xong là phun thuốc nấm, phun chặn đọt và phun chống rụng trái như thế nào và rụng sinh lý như thế nào. Thì tất cả cây bơ chúng ta sẽ rụng sinh lý 3 đợt. Thì nếu chúng ta khắc phục và theo dõi được 3 đợt đó thì chúng ta sẽ khắc phục được cái tình trạng mà rụng đó. Thì đây là vườn bơ của chú Thắng, mình cũng quay toàn bộ là những bơ bút này cũng trong giai đoạn mà phát đọt và rụng lá. Thì vườn của chú Thắng thì kiểm tra thì cái hiện tượng mà đọt á thì cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Vì nhị sẽ xả trước trong cái giai đoạn mà đọt ra. Bơ của chú thì rất là đều và cái vàng lá cũng còn được 50% là lá chuẩn bị rụng, còn lại lá xanh thì chúng ta phun thuốc cũng rất là kịp. Thì khi mà trái cây mùa lắc đến vườn hỗ trợ chú Thắng thì chú cũng chia sẻ là chú cũng trễ mất 2-3 lần thuốc rồi, thì chỉ còn phun được 2 lần nữa thì đã cho kịp thời cái công tác mà xả nhị. Về vấn đề nước non thì chú Thắng cũng chia sẻ chú rất là kỹ, chú có hệ thống tưới nước nhỏ giọt hết, nên công tác mà chúng ta
phun thuốc tưới nước giữ độ ẩm á, thì nếu chúng ta hợp lý và đều độ thì cái bơ chúng ta đậu rất là cao. Vấn đề giữ độ ẩm á, thì mình cũng chia sẻ với con rất là nhiều clip rồi. Thì clip này chủ yếu là đi thăm vườn và kiểm tra cho chú Thắng, thì toàn bộ bơ trên vườn nó rất là nhiều, mình quay nãy cho bà con xem clip, bà con để ý thấy rồi đó. Thì bơ bút thì cũng có những cây nó bị bệnh nấm gốc á, nên nó có tình trạng là nở hoa sớm và sẽ nhì sớm. Mình sẽ đi quay cây bơ bút hoa rất là nhiều cho bà con xem, và tốc độ sẽ nhì nó cũng gần tới, vì với những cây bơ bệnh thì sẽ nhì sẽ sớm hơn, và tùy vào vùng và tùy vào thời tiết thì có những cây bơ chúng ta sẽ nhì sớm. Mình sẽ quay bà con biết dấu hiệu nào cái hoa đó là hoa trái, bà con để ý nhìn vào cái hoa nó teo nha. Nếu mà hoa teo mà đen á, cái đó là cái trái rồi. Sau khi bà con thấy 50% chúng ta tiến hành phun canxi và phun nấm cứu, đó là cái giai đoạn quan trọng nhất bà con kiểm tra mầm bệnh. Và yếu tố tập trung nhất bây giờ là cũng là canxi, sau khi xả nhị là canxi bo, nên bà con chọn đúng thuốc, đúng liều lượng phun để giai đoạn nãy dai cuống và chấm nấm cuống. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi tất cả các video bên trái cây tôi buồn lắc, mình sẽ quay cập nhật những video trong giai đoạn chuẩn bị xả nhị này, những cái điều tiết mà nó bị xảy ra để bà con chúng ta điều tiết sớm. Về vấn đề đọt non thì mình sẽ hướng dẫn bà con sau khi xả nhị xong. Xin cảm ơn bà con ạ.